Dịch lên ngay cho chị điểm ơi. Từ một ổ hái con này. Ổ hái bác con. Đi quấy quá anh trốn ra luôn. Em tin là nôn nhiều. Đồ sẵn ổ kéo. Nhà con bật cả ngày mà gì. Trời ơi, tôi buông được chỗ. Bật chỉ từ đầu. Cái sống cái xịt sống đi cho xem. Nhà con bật cả ngày tới chẳng đến đếm giá về luôn mà. Nhìn đâu đen nhá. Ừ, đâu đen lắm. Tụi em ơi. Con này nghe cái món ăn thịt lòng đâu mua đặt mua lưỡi vậy đây là đặt nhau ừ đó đặt cơm dáng cái nắm sọng này nghe khi như là con mẹ mua một tiệp với chị tất cả thời gian của mình cần đi xây cái cư vậy nha tiệp với chị chứ ai mà không nên lão cái cư nổi tiệp với